con trai của mẹ. Mẹ thương con rất nhiều. Đêm nay mẹ không ngủ được, nước mắt mẹ cứ rơi. Mẹ biết con rất thương vợ con, nhưng có những chuyện trong gia đình cần tôn ti trật tự, cần sự tôn trọng. Mẹ thì già rồi, con đường con đi còn rất dài. Con phải chọn đúng người đồng hành, không khéo con trai của mẹ lại khổ. Mẹ thương con. Có chuyện gì vậy mẹ? Các con có mặt đông đủ rồi. Mẹ chia sẻ một chuyện. Dạ. Trước tiên là mẹ xin lỗi. Mẹ nghĩ mẹ không thể nào sống ở đây được nữa, làm phiền vợ chồng con. Con rất là khó xử. Là sao? Mẹ nói gì con không hiểu gì hết. Trước giờ mẹ sống á, mẹ có tôn ti trật tự, có lớn có nhỏ, có cao có thấp, chứ nó không có cái sự ngang hàng vậy được. Mẹ à, tụi con á, ai cũng tôn trọng mẹ hết. Con thì lúc nào cũng tôn trọng mẹ hết á. Nhưng mà mẹ thấy vợ con với mẹ bất đồng quan điểm nhiều quá. Nhất là trong cái chuyện dạy dỗ Tina nè. Muốn dạy dỗ Tina tốt thì cần có cái sự trưởng thành, chứ không thể nào mà trẻ trâu như ai kia được. Nhưng mà mẹ tính đi đâu? Nhà thì chị hai bán rồi. Mẹ đi đâu cũng được, miễn sao nơi đó có tôn trọng mẹ là được rồi con. Nội. Nội đừng có đi. Nội mà đi á thì ai chở Tina, ai mua bánh cho Tina? Con yên tâm đi, bà nội đi thì con ở nhà con chơi với ba Đơ, con chơi với ba Saki của con nha. Không chịu đâu. Saki, em nói gì đi, mẹ đi thiệt đó. Em xin lỗi mẹ một câu đi. Em không có làm gì sai, tại sao phải xin lỗi? Anh nói em á là xin lỗi mẹ một câu. Mau xin lỗi mẹ, nhanh lên. Saki, con xin lỗi. Saki. Có gì đâu mà con căng thẳng. Dạ. Vợ con nó còn trẻ trâu quá. Thôi kéo vali đi. Hả? Kéo lên phòng mẹ. Trời. Em kể cho anh nghe, mới nãy em đi ngang phòng phim, thấy anh Hùng Cường buồn so luôn. Hình như là chuyện buồn gia đình gì đó, nhưng mà chuyện vui của tụi mình. Ui, gia đình người ta tan dở. Mình tranh thủ cái kẻ hở mình lòn vô. Trời ơi, khùng mà cũng bè nhau khùng nữa hả? Trời ơi, mày làm ơn tha cho tao xíu đi được không? Anh mắc cười anh quá à. Người ta khuyên thiệt mà anh cứ sao á. Nói chuyện không có sợ mà lờ luôn á. Môi trường làm việc văn phòng đừng có mà nói tục nha. Nói tục gì mày mày kỳ? Nói chuyện không có sợ mà lỡ ở đây á có nghĩa là nói chuyện không có sợ mất lòng chứ không lẽ anh tưởng em nói là sắp mặt à? Luôn đúng rồi. Trời anh ơi, em lại lên luôn á, anh đừng có diễn cái tâm lý ngược đó nữa. Thôi chết mẹ mày đặt. Tràn qua đi, người ta buồn so bên kìa. Rồi giờ người ta buồn so bên đó, mình biết gì đâu mà sợ bên đó. Sợ bên đó để chiếm lấy họ. Đúng rồi, chiếm lấy. Trời ơi, anh không biết gì hết. Trà xanh bây giờ là một phần tất yếu của cuộc sống rồi. Anh cứ tự nhiên tràn qua, đừng có sống sượng là được. Tao thấy hai đứa bay đang mới sống sượng đó. Bên tao chửi một phát là lòi sụng sườn rau. Hả? Dù lòi sụng sườn rất đau, nhưng em vẫn khuyên anh một câu. Hãy trở thành điểm tựa bình yên khi lòng người ta đang có sóng gió.
và sẽ chuyển những chuyện có thành không và không thành có. Em lui đây, bye anh. Bye. Anh. Rồi mày còn đứng đây làm gì nữa? Ôi chú, mì kì ơi, lòi cái sóng sượng xương sống này mày ra rồi. Hai con đi. Hình như hôm nay anh có chuyện gì không? Thực ra thì không có gì. Chuyện gia đình. Em hiểu chuyện gia đình thì rất là khó nói với người ngoài. Nhưng mà nếu anh cần một người ngồi bên cạnh và lắng nghe thì cứ nói với em nha. Cảm ơn Vũ. À, còn một cách nữa. Tặng anh nè. Nếu thấy khó nói quá thì cứ viết ra giấy, sẽ giúp anh dễ chịu hơn đó. Nhưng mà... Mẹ nha. Jackie, tới tìm chị Sương hả? Chị ấy đi gọi đầu với mấy chồng tương lai rồi. Chắc cũng cỡ một tiếng nữa mới về á. Không, thật ra là không có chỗ để đi nên tôi đi lòng vòng á, tôi tới đây. Bộ có tâm sự gì hả? Có cần ký gửi nỗi buồn không? Ủa, anh không cần làm việc sao? Tôi là quản lý của quán mà, chứ có phải nhân viên đâu. Rảnh lắm. Vậy thì tại sao đích thân anh phải bưng nước cho tôi? Thì tại thích. Chuyện là vậy đó, tôi sợ có một ngày tôi không còn chịu nổi nữa, tôi sẽ nổi điên lên và tự tay tôi sẽ đốt luôn căn nhà mà tôi yêu quý. Tôi không thể nào sống như vậy được nữa. Nhưng mà bản chất vấn đề á là trong lòng của Jackie đâu ghét má chồng đâu. Đúng, tôi không ghét má chồng của tôi. Tôi luôn muốn gia đình của tôi hòa thuận. Nhưng mà anh biết không, tôi càng nhường nhịn thì bà ấy càng lớn ác tới. Thật sự tôi không thể nào chịu nổi. Vậy thì đừng chịu đựng nữa. Nói chung á, cái vấn đề này chỉ là khoảng cách giữa hai thế hệ thôi. Nói chung là cứ chiến đấu hết mình, phá cho tan nhà nát cửa ra, vậy là xong. Anh đang muốn giúp đỡ tôi hay là anh đang muốn phá hoại gia đình tôi vậy? Đúng là con nít mà. Làm ơn trưởng thành một chút đi. Nè, anh nhỏ tuổi hơn tôi đó nha. Ai con nít hơn ai? Thì bây giờ cậu hãy thử đặt mình vô trong tâm thế người khác đi. Nói chung mẹ chồng của cậu cũng là chỉ muốn được quan tâm chia sẻ nhiều hơn thôi. Cha mẹ của mình mà, đôi khi nhượng bộ một chút á để mà giữ gìn hạnh phúc gia đình, nó cũng đâu có chết ai đâu. Tính ra trước kia còn có gia đình để mà nhượng bộ. Còn tôi nè, cách xa nhà mấy ngàn cây số, muốn gặp mặt còn khó nữa. Vậy nên nhường nhịn một chút, lùi một bước trời cao đất rộng đó. Vậy bây giờ tôi phải làm gì? Vũ. Dạ. Anh cảm ơn vì món quà ban nãy nha. Anh thấy là được rồi. Bữa nào anh mời ly cà phê nha. Dạ được. Tối nay. Tối mai thì sao anh? Hả? Tối mai? Hử?
chụp lại. Đi nè, sao chơi bóng trong nhà vậy con? Chắc đi nếu sợ thì ra ngoài sân chơi với con. Ngồi đây. Xíu nữa ba chơi với con nha. Giờ con chơi ở đây cũng được. Nè. Đi nè. Nè, bà nội mới sắc dưa hấu ngon nè. Ăn đi con. Dạ, nhưng mà con bị sao vậy? Bụi vô mắt con hả? Hay là con muốn bị nhậm? Qua đây bà nội coi. Không phải. Chứ sao? Qua đây bà nội coi. Cái gì vậy? Không phải con không ăn. Mà tại vì Dắt Đi không cho. Dắt Đi nói là ăn bị ho. Đâu có đâu con. Ăn trái cây rất là tốt, có vitamin nữa. Ăn đi. Nội nói đúng rồi đó. Trái cây nè, nó có nhiều vitamin. Con ăn đi. Nhưng mà ăn ít thôi nha, tối đau bụng á. Ăn đi con. Má Tròn, con có cái này muốn gửi má. Ủa, cái gì vậy con? Dạ, con biết là thời gian qua con có những cái làm cho má không có vui. Tất cả là lỗi của con hết. Con mong là con sẽ hiểu má Tròn nhiều hơn. Giờ con cũng sẽ là con dâu hảo của má. Má nhận cho con vui nha. Má cảm ơn con. Tina, ăn dâu đi con. Ủa, Tina, con không ăn mà con làm gì? Con vắt nước chảy tùm lum rồi con vứt hộp tùm lum sàn vậy con? Dạ không sao đâu má. Trẻ con nó hiếu động xíu à. Con ăn đi. Rồi lát xuống á, lát đi dọn nha. Ủa giờ mốt con có sao không? Con ổn không? Dạ, con nó có gì đâu, con bình thường mà. Ăn đi con nha. Jacky. Chọn. Sao muộn rồi mà em ngồi đây một mình? Hay là cãi lộn với má Tròn đó hả? Đâu có. Em với má Tròn làm lành lâu rồi. Vợ của Tròn á là người hiểu chuyện mà. Em đã suy nghĩ kỹ rồi. Điều quan trọng nhất với em bây giờ á là gia đình của mình. Anh với Tina được hạnh phúc là em vui rồi. Em làm sao cũng được, huống chi làm lành với má Tròn. Anh cảm ơn em nhiều nha. Thôi đi vào nhà. Dạ. Chào anh. À, chào Vũ. À, một lát nữa mình... À, Vũ cà phê hả? Dạ. Xin lỗi Vũ nha, chắc để bữa khác. Hôm nay anh có công việc gia đình á. À, dạ không sao đâu. Em cũng đến nói với anh là em đang có việc đột xuất á. Nên chắc hôm khác mình đi nha. Cũng còn nhiều dịp mà. Ngại quá à. Cho anh xin lỗi lần nữa nha. Dạ không sao đâu. À, anh phải có công việc anh đi đây. Dạ. Bye em ha. Dạ, chào anh. Thank you.
Phong ơi. À, em ngày hôm nay mệt rã rời luôn á. Ủa sao vậy? Quay đây anh bóp vai cho. Thì hôm nay nè, em đi làm con dâu thảo cho má chồng. Em chở má chồng đi chợ mua đồ ăn. Xong rồi mua ba cái ga gói niệm, ghé qua ngân hàng làm cái thẻ tín dụng cho má chồng nữa. Trời đất ơi, giỏi quá vậy. Rồi mẹ có nói gì không? Mẹ cũng không có nói gì hết á. Mẹ chỉ cười tủm tỉm thôi. Em đỡ mệt chưa? Cũng bớt được chút chút rồi đó. Mà sao bữa nay anh thấy em hơi lạ lạ? Đâu, em bình thường mà. Tại vì em muốn gia đình của mình êm ấm nên chiều lòng má một xíu á. Chẳng sao. Vợ của anh giỏi quá. Cảm ơn em. Khùng quá. Cảm ơn cái gì không biết nữa. Thì cảm ơn em vì đã đối xử tốt với mẹ, đối xử tốt với anh và với gia đình của mình. Cảm ơn thì bớt tiếp đi. Đây phải không? Ừ. Em nhấc cái này nhiều nè. Trời, em rên gì kỳ quá vậy? Gì đâu kỳ, tại anh bóp đau chứ bộ. Anh bóp đau hả? Đau nè. Anh dám cắn em. Ai hơn ai? Hơn gì? Không có gì. Đi ngủ. Ủa? Là sao? Ê! Em mới nói cái gì đó? Em có nói gì đâu, em quên rồi. Đi ngủ đi anh ơi. Em nói ai hơn ai? Hơn là hơn gì? Tự nhiên cái quên ngang người ta. Thôi đi ngủ nha. Không ngủ. Bây giờ em phải nói cho anh biết là hơn cái gì. Không, thôi đi ngủ, em không nói. Vậy tại sao mặt em đỏ lên? Nói không gì? Nói. Em nói xong rồi anh cho ngủ. Không, việc gì phải nói chứ. Học. Em nghĩ vậy đúng không? Đâu có. Vậy sao mặt đỏ đây vậy? Là anh nghĩ chứ là em nghĩ. Không nói. Không nói, không nói, không nói. Ủa? Ai gọi vậy anh? Chắc là đồng nghiệp thôi. Sao không nghe máy đi? Lại có chuyện gì gấp rồi sao? Giờ cũng trễ rồi, hết giờ làm rồi. Anh nghĩ là không có chuyện gì quan trọng đâu. Em. Dạ. Ngày mai á, anh tính là anh sẽ chở gia đình mình đi ăn. Em thấy sao? Em thấy được á. Nghe máy đi anh. Người ta gọi nhiều vậy á, chắc có chuyện gì gấp đó. Alo. Alo, alo. Vũ đang ở đâu? Rồi 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 rồi, cường qua liền. Chuyện gì vậy anh? Vũ đi làm về bị cướp ở gần công ty. Bây giờ anh phải chạy qua đó. Anh đi đi, đi nhanh lắm. Rồi, xíu anh về liền nha. Dạ. Alo. Dạ đúng rồi. Anh đến mộng say, quẹo phải là tới. Em có sao không Vũ? Dạ. Dạ, em không sao.
sao ra nông nổi này? Dạ, khi nãy em định ra lộ lớn để bắt taxi về. Đang đi thì có một chiếc xe từ sau chạy tới giật túi xách rồi để em ngã. Em chừng vào xuống cổng nên hơi đau một xíu thôi. Mà ngồi trong đó sợ quá nên em ra đây để gọi cho anh. Đoạn đường này nguy hiểm lắm. Trời tối mà em lại đi bộ. Xe em ở đâu? Tại em tưởng hôm nay đi cà phê chung với anh nên em không có đi xe. Em xin lỗi vì giờ này còn làm phiền anh. Không sao đâu, để anh đưa em về. Đi được chứ? Dạ em tự đi được. Dạ anh dìu em. Từ từ đi. Cho chân ngoài. Chặt nha.